I'm so dirty. I'm waiting. Nói vậy chứ ăn đi rồi nó cũng chán á chị ơi. Thank you.
Huế về Huế rồi đó chị, không biết từ giờ tới Tết dịch sao. Em đặt vé về 25 âm đó chị. Ngoài nó cũng bị nhiều lắm rồi chị ơi. Làm khuya hả chị? Kiểu người ta nghỉ trễ thành ra là người ta cũng phải ráng đi làm tối. Tối khuya mới xong. Nó thiếu bao cử hả chị? Thiếu bao cử thì nó, nếu chị mua sữa bột thì chị mua hộp nhỏ thôi, chứ không kiểu mình mở nắp ra mà uống lâu mới hết á. Sữa nó không có ngon. Hai đứa nhà em sữa gì nó cũng uống được hết á, mà có điều em lười mua sữa hộp, tại vì nó uống mà để sẵn đó là nó đục hết hộp này hộp khác, nó đâm thời hết cả nhà. Dạ em toàn mua sữa bột pha không à chị, cứ thì tùy theo liều lượng á chị, pha trong bình á chị, thì đun nước sôi lên rồi pha một ít nước ấm, một ít nước sôi, một ít nước nguội với nước sôi chị. Tùy sữa chị ơi, chứ mà như em thấy mà sữa phải pha nước ấm chứ sao lại pha nước nguội ta? Pha nước nguội xong rồi mình hâm ấm lên. Nhưng mà em sợ là sữa như vậy nó sống quá ta. Còn riêng cái sữa Meiji á thì là nó pha lại phải pha bằng nước sôi nha. Pha sôi xong bắt đầu mới chế thêm nước nguội vô để cho nó ấm rồi uống.
3 hoặc là 4 lắm chị. Tại ở lớp em cũng cô giáo cho nó ăn 2 hay là 3 lần. Nhà thì chiều đi học về là khoảng tầm 6-7 giờ là em cho nó ăn sữa nữa. Rồi xong trước khi đi ngủ uống mình sữa nữa là xong. Dạ được chứ. Ừ, mà hay ha, mà nhìn nó vẫn đúng luôn. Con nít mà mình người lớn mình ăn cũng 3 bữa rồi, đó là bữa chiều có cách nào không bao giờ đói hả? Tại vì chị không để cho nó đói chứ sao không bao giờ đói. Chắc là nó uống sữa nhiều nữa. Một lần nó uống bao nhiêu chị? Chị giảm sữa lại. Chị uống 13 bình đó em, bên con em uống 2 mấy nữa. Ờ, cô chắc cô cho nó uống 2 bình đó, tối về là 1 bình nữa là 3 đó chị. Bé nhà chị bao nhiêu ký hả chị? 15 ký. Bé nhà em nó có 11 ký rồi. Em con trai đã thấp. Dạ, đứa sau, đứa nhỏ là anh trai. Em trai đã đứa nhỏ là đặt lên. Nhưng mà nó gầy à.